Chúng ta sẽ cùng chào đón đến với chương trình ngày hôm nay, đó là một gương mặt rất trẻ, rất tài năng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Một chàng trai ngoan, có vẻ hiền đấy. Em nghĩ là bốc lửa đấy ạ. Bốc lửa. Ok. Hôm nay trời rất nóng. Vì nhìn thấy em là anh muốn cởi áo. Hôm nay trời nóng cực. Vì nhìn thấy em, anh muốn uống tăng lực. Đấy là cô Toàn vào những vai thả thính. Vậy thì cô Toàn ở ngoài đời như thế nào? Hẹn mọi người thứ 6 tuần này trên Style TV.